Hà Nội mùa đông 1972, một trận chiến trên không chưa từng có. Những ngày đêm bão lửa trên bầu trời và mặt đất thủ đô. Ở đó, quân và dân Hà Nội kiên cường trong mưa bom hủy diệt. Ở đó, những chàng trai ra trận cùng những nữ dân quân đã làm nên kỳ tích của một Điện Biên Phủ trên không. Hơn 40 năm qua đi, Hà Nội đã đổi thay, nhưng những ký ức vẫn còn đọng lại. Những ký ức của những cô dân quân, làng Nhân Chính, trước đây là ngoại thành Hà Nội. Nhớ nếu mà máy bay chỉ bay thấp đến cái ngọn cây thôi chờ, thọ chờ. Cái máy bay thông báo là bay từ hướng Đông Nam về, nhưng một cái máy bay rất thấp tiếng bom nổ. Thì là một quả bom kia ngay chỗ cái cây xanh cách trận địa chúng ta có cái ao này, mà trận địa của chúng tôi thì ngay dịch vào đây, ngay đằng sau đây. Vâng. Đội nữ dân quân làng Nhân Chính ngày đó trẻ lắm, họ trạc 19 đôi mươi. Những cô gái quen việc đồng áng đã cầm súng bảo vệ bầu trời bình yên của quê hương. B-52 là gì, sức hủy diệt như thế nào họ đều biết. Một đội quân con gái đương đầu tạo nên một lưới lửa phòng không trên bầu trời Hà Nội. Ngày gặp lại, họ cùng nhau ôn chuyện cũ về Hà Nội những ngày tháng đó. Ngày đó, Hà Nội chúng tôi chỉ được gặp qua những thước phim lịch sử, nhưng cũng cảm nhận được phần nào sự bi hùng của 12 ngày đêm ác liệt đó. Đồng bào thủ đô chú ý! Hiện nay đã có báo động, đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Đồng bào chú ý, máy bay địch chết hàng loạt 50 cây số, các xe và bánh xa kiểm tra sức khỏe chiến đấu, mở máy và kiểm tra chức năng xăng, ba thành tốt, máy hỏi tốt, đi dài sẵn sàng chiến đấu. Vừa đi xong một cái dứt tiếng bom một cái, anh Mỹ con ấy, anh chạy ra anh bảo, ơi chúng mày ơi, có đứa nào bị làm sao không? Bà anh ơi, chúng em ở đây không có ai làm sao cả. Ôi dồi ôi, may quá, thế là sống tất cả rồi. Thì anh bảo, thôi tao mang cho mày cái tấm phản này ra nhớ. Nếu mà bà ấy thì đậy nó vào cửa hầm ý. Nếu mà có bị vùi lấp thì chúng ta còn biết chỗ chúng tao đào chúng mày lên. Sau đó thì tiếng kêu cứu. Kêu cứu thì vì cái ao thì chỉ cách có mỗi 30 mét thôi. Nếu mà đúng tìm trên bay là cách 30 mét. Cái tiếng kêu ầm như thế, xong rồi tiếp theo tiếng là bà con chạy ra, hai đầu đều bỏ bom. Thế là cái bùn đất và ấy cả cái tung cả cái nán mà trực chiến. Bom đánh ở trong làng giải từ trong phát thanh mấy chỉ ra, mà máy bay B-52 giải thảm. Thì các anh ấy bảo là nếu mà B-52 thì có thể được phép xuống dưới hầm, nhưng mà chúng tôi với chị Thủy là vẫn... hồi đấy hãy còn trẻ tuổi, thành thử ra là không muốn xuống hầm. Thế là một quả bom nó đánh tạt hai chị em vào tận trong góc trong. 5:30 sáng rồi em ấy bảo chị Bống là, chị Bống ơi, thì em xin phép chị cho em về nhà em xem nhà em có ai sống hay chết như thế nào không, nhà em đổ mất rồi. Chị Bống bảo ừ thì về đi rồi các bà ấy ra, các bà cô kêu ra cô thay rồi thì về đi. Thế là em mới về thì em mới gọi, bố ơi mẹ ơi, có ai làm sao không, có còn ai không? Ê, bố mẹ em bảo ôi con ơi, con vẫn còn sống mà, mẹ tưởng con chết rồi. Ôi dồi ôi con ơi, con vẫn còn khóc, sống hả con? Nên là mẹ em cứ khóc. Hôm ấy thì là chúng ta thì đều cùng lực lượng khắc phục hậu quả. Ê, xong hoàn thành xong thì xong đến trong cái 12 ngày đêm thì xong lại bắt đầu đi vào săn đắp hố bom, rồi đi làm nhà, đi chở những các thứ vật liệu. Hà Nội mùa đông 1972 là sự chia ly, sự mất mát, đau thương, và cũng chính nó đã tạo nên một Hà Nội hào hùng, quật khởi, một nghĩa khí của con dân Hà Nội. Là nữ thôi thì tất cả là các bạn chúng tôi đang ngồi ở đây cả, trong đó ở đây cũng là bà cô thôi đấy, họ hàng ít tuổi hơn nhưng mà họ hàng là bà cô. Thì là tất cả lực lượng đó, và chúng tôi rất cảm phục là lực lượng dân quân lúc bấy giờ là toàn là nữ, nhưng mà đã làm nên những cái công việc như là moi hầm, cứu sập, và cũng là một trong những cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục hoàn thành những công việc mà chúng tôi ở trong là lực lượng chủ lực để mà làm thế nào quyết tâm để mà giải phóng quê hương. Hơn 40 năm chưa phải là dài, cũng chẳng quá ngắn để ký ức kịp phai mờ.
Hôm nay, những cô gái dân quân năm nào vẫn tự hào họ đã sống, chiến đấu trong một khoảng thời gian ác liệt để bảo vệ hào khí ngàn năm của Thăng Long